Như vậy thì cái mà hôm trước thầy có nói với các bạn ở trong cái video trước á, thì cái phần mà những cái chức năng này nè, thì tất nhiên là bài này là bài assignment, thì thầy không có thể viết trực tiếp cái nội dung của bài này được, mà thầy chỉ viết những cái tương tự thôi, tương tự, rồi các bạn sẽ nhìn trên cái tương tự của thầy để mà chúng ta xây dựng cho cái assignment của mình. Như vậy thì trong cái lab 7 hôm trước chúng ta làm, xem thử là đã có những gì rồi. Lab 7 hôm trước thầy chạy lên nhé, xem là đã có những chức năng gì rồi. Thì buổi hôm nay chúng ta sẽ phát triển thêm để cho nó phù hợp với cái bài assignment của mình. Như vậy chúng ta sẽ có công việc ví dụ như là nhập họ tên. Rồi ngành ở chỗ này nè, khi mà các bạn lập trình đó, nếu như mà các bạn dùng cái form á thì nó dễ, còn nếu mà các bạn dùng kho giống như mình đang làm, là mình nhập bằng dòng lệnh như thế này, thì lúc mà các bạn hỏi là ngành IT hay là ngành business, thì thay vì bạn gõ chữ IT, bạn gõ chữ business, thì chúng ta nên cho người ta nhập một hoặc là hai thôi. Cái người dùng người ta sẽ thấy thuận tiện hơn trong cái quá trình mà nhập liệu. Như vậy bạn nhập chữ IT rồi bạn so sánh với IT cũng được, bạn nhập với lại business, bạn so sánh business cũng được, nhưng mà có một cái là nó sẽ bất tiện trong cái quá trình thao tác. Rồi tương tự như cái bài assignment đó, thì có là nhân viên tiếp thị hay là gì nữa, nhân viên gì ở trong này, chúng ta có nhân viên gì các bạn, tiếp thị hay là trưởng phòng. Nhưng mà nhập chữ tiếp thị rất là lâu, nhập chữ trưởng phòng rất là lâu, vậy thì chúng ta tiếp thị nhập số 1, trưởng phòng nhập số 2 đó, thì các bạn thấy là nó sẽ thuận tiện hơn trong cái quá trình thao tác với lại chương trình của mình. Và một số bạn á, là khi hỏi là tên thì tên ở trên mà nhảy xuống rồi mới nhập, hỏi ngành thì ngành ở đây nhưng mà nhảy xuống dưới thì mới nhập, chú ý cái đó giùm thầy. Điểm Java, ví dụ mình chọn là 6, 8, 5. Rồi tiếp tục hay không, mình sẽ nhập. Ngành, 2, điểm. Rồi mình sẽ nhập tiếp một người nữa đi. Ngành 1, điểm. Tiếp tục hay không? Không. Rồi thầy chọn 12. Ok. Như vậy thầy đã viết cái chức năng là 11, 12 là load dữ liệu và lưu dữ liệu. Thì cái này là các bạn có thể tham khảo thêm. Tí nữa thầy sẽ show cái code để cho các bạn tham khảo. Còn nó không nằm trong cái phần của mình. Chủ yếu là thầy giới thiệu rồi, là mỗi lần mà thầy demo cho các bạn á thì phải nhập lại nó rất là lâu, cho nên là thầy sử dụng cái chức năng này nó sẽ thuận tiện hơn. Ví dụ lúc nãy chúng ta nhập 3 thông tin, chúng ta xuất ra lại xem số 2 đó, chúng ta có 3 người: Nguyễn Thị Hoa, Bùi Thị Thu, Lê Trọng Tấn. Rồi chúng ta đóng chương trình lại, chúng ta không chạy nữa, chúng ta xem thử là tí nữa chúng ta load ra nó sẽ như thế nào. Kết thúc số 13. Bây giờ mình sẽ chạy lại. Rồi run file, mình không cần làm gì hết. Bây giờ tất nhiên số 2 là nó không có nè, đúng không? Mình chưa có dữ liệu. Thầy chọn số 11, sau đó thầy chọn số 2. Đấy là dữ liệu của mình, đã có 3 người nằm trong file của mình rồi. Như vậy thì việc này nó rất là hay các bạn. Ở trong cái nội dung của cái project của mình, ok, data đó, thầy chỉ lưu vậy đó, được chưa? Đó là thông tin thầy lưu. Như vậy thì cái mà lưu này là thầy lưu ở dạng test
để cho chúng ta dễ nhìn thấy là chúng ta đã lưu cái gì. Còn nếu như mà sau này thì các bạn lưu là chúng ta ít lưu cái dạng này, chúng ta lưu cái dạng cấu trúc, tức là nguyên một cái array list luôn. Chúng ta lưu một lần là nguyên array list. Còn thầy hiện nay là thầy lưu từng bạn một, từng người một, thì nó sẽ dễ nhìn thấy, nhưng mà chúng ta sẽ không có bảo mật được cái thông tin của mình. Đó là cái vấn đề. Bây giờ cái vấn đề mà chúng ta sẽ phát triển ở cái chức năng, chúng ta sẽ xem thử cái chức năng nào chúng ta cần để chúng ta phát triển thêm. Xuất danh sách nhân viên chúng ta đã làm rồi, cái này là rồi đúng không? Xong. Cái này cũng xong luôn. Cái này chúng ta cần review lại không? Review lại tí xíu ha. Rồi, như vậy thì cái chức năng nhập của thầy lúc nãy thầy nói nhập và xuất, thì các bạn làm sao cho nó gọn. Khi các bạn viết code, ví dụ như chỗ này nhập thông tin nhân viên và đây là cái đoạn code để chúng ta nhập, thì các bạn cũng nên viết cho nó cách ra, nhìn cái code của mình cho nó sáng, cho nó dễ chịu. Thì người ta dùng cái từ hay dùng cái từ là clean á, sạch á. Thì nếu như mà các bạn viết xong thì các bạn dùng format nè để định dạng lại code cho nó thuộc ra thuộc vô cho nó hợp lý, hoặc là internet shift f nên làm cái này, bởi vì lúc mà mình viết á thì có thể dòng ra dòng vô nó chạy lung tung hết, thì khi mình viết mình rất là khó quản lý. Rồi thay trở lại hôm trước thì mình chọn ngành là thầy chọn string, bây giờ đổi lại ngành thầy chọn là in, thì thầy kiểm tra nếu ngành bằng 1 hoặc ngành bằng 2 thì thoát, còn không quay lại nhập ngành hoài. Rồi tiếp tục nữa, thầy sẽ chọn là nếu ngành bằng 1 thì chúng ta nhập điểm. Đó, mấy cái này thì chúng ta biết rồi đúng không nào? Nếu ngành bằng 1 thì chúng ta nhập 3 cái điểm này vào. Rồi tiếp nữa là thầy sẽ tạo một cái sinh viên poly. Chú ý nhé, cái hôm trước mà thầy hứa với các bạn là thầy hướng dẫn cho các bạn về lưu chung một cái array list thôi, đúng không nào? Cái buổi đầu tiên mà thầy hướng dẫn về cái lab 7 là thầy yêu cầu các bạn là tạo hai cái array list. Còn bây giờ đối với bài này, hiện nay thầy chỉ tạo duy nhất một array list. Một array list duy nhất. Và cái kiểu lại là sinh viên poly, chứ không phải là IT hay là business. Chú ý nha, sinh viên poly của mình. Đấy, sinh viên poly rất là đơn giản vậy thôi. Họ tên, ngành. Rồi, sinh viên IT thì nó có thêm 3 cái điểm. Sinh viên business thì nó có thêm 2 cái điểm. Nhưng sao nó lưu chung được ở đây? Đó, sinh viên kia nó nhiều field hơn, nó nhiều cái method hơn, sao nó lưu được ở đây? Như vậy thì ở chỗ này chúng ta chỉ cần lưu đâu nhập thì qua rồi. Đây, mình add sinh viên vô bình thường. Đó, new sinh viên. Như vậy cái này là hàm khởi tạo của sinh viên đúng không? Hàm khởi tạo của sinh viên mình có gì? Hàm khởi tạo của sinh viên đâu rồi? Đây, hàm khởi tạo của sinh viên. Mình có họ tên, ngành, Java, HTML, CSS. Đó là mình có 3 thứ điểm. Thì lúc này mình khởi tạo tên, ngành, thầy làm gì đây? Thầy làm gì vậy? Cái này là nó nằm ở đâu trong cái đoạn mình học kiến thức nào? Cái phép so sánh trả về kết quả đúng sai, nhớ không? Tìm ba số lớn, tìm một số max trong ba số, nhớ không? Trong cái buổi thứ hai đúng không? Như là buổi thứ hai mình học trên lớp á. Nếu như ngành bằng 1 thì trả về IT, còn không thì trả về business. Bởi vì mình xuống đến đây thì chắc chắn là ngành là 1 hay là 2 rồi. Nếu mà không phải là 1, không phải là 2 thì nó đã không xuống đến đây. Nó quay lại trên Y rồi.
Rồi sau đó chúng ta đưa điểm Java, điểm HTML, điểm CSS. Như vậy là mình đã tạo được một sinh viên IT. Sau đó mình add vô cái mảng này, nó chấp nhận luôn. Hay không? Nếu trường hợp cái ngành không phải là một, là hai, chú ý chỗ này, có nhiều bạn kiểm tra tăng hay giảm. Mình kiểm tra trên này tăng rồi. Nếu như get equate bằng tăng, rồi xuống đây L, rồi equate bằng giảm nữa, bạn dùng cái read line đến 2 lần, net line đến 2 lần. Ở trên này net line 1 lần bằng tăng, xong rồi xuống đây net line 1 lần nữa bằng giảm. Cuối cùng là khi mà các bạn chạy thử, các bạn phải nhập hai chữ G nó mới vô. Đó là không đúng nha. Rồi, như vậy tiếp đến, nếu không phải là 1 thì là 2. Không thể là 3 được. Bởi vì nếu là 3 thì nó đã không đi qua cái đoạn này được rồi. Đúng không nào? Khi mà đi qua đến đây thì ngành chắc chắn là 1 hoặc là 2 rồi. Cho nên mình không cần so sánh với 2 nữa. Rồi, điểm marketing, điểm CSS. Điểm marketing, điểm CSS. Sau đó chúng ta cũng tạo một sinh viên business có tên, có ngành, có điểm và add vô cái sinh viên của Lý luôn. Tiếp tục hay không? Tiếp tục hay không? Break. Rồi, ok. Như vậy, quá trình nhập của mình đã nhập được rồi. Như vậy thì cái phần nhập này có ai có vướng không? Các bạn nào vướng không? Ok, chúng ta đi qua. Phần xuất, khi các bạn xuất nè, nếu như các bạn muốn xuất thì chỗ này thầy đọc ra cái sinh viên Bully là nó là đối tượng của cái này. Mà trong cái ArrayList này chúng ta lưu đến hai dạng là sinh viên IT và sinh viên Business, nó có hai dạng luôn. Thành ra nếu mà mình muốn khai báo cái sinh viên này một kiểu không được, không thể, bởi vì trong đó nó có cả hai thì mình không thể là khai báo chung được. Cho nên chúng ta lấy cái chung là object. Object là gì? Là cái gì cũng thuộc là object hết trơn, bất kỳ cái class nào cũng là object. Nó có hay là chỗ đó Java, được chưa? Object sinh viên duyệt theo cái sinh viên. Như vậy thì khi nó đọc ra tí nữa nó báo 40 phút, nó sẽ yêu cầu thầy đăng nhập lại. Nếu mà lỡ nó có ao ra 40 thì thầy đăng nhập rồi, các bạn đăng nhập lại giúp thầy nha. Hy vọng là nó sẽ có cái này nó yêu cầu mình mua bản quyền. Nếu như mà mình bỏ ra khoảng 15 đô một tháng thì mình xài nó không vấn đề gì. Nhưng mà hiện nay mình đang xài bản free. Thì các bạn thấy là nó hay ở chỗ thầy rất thích là gì? Là thầy có thể control được máy của các bạn trực tiếp luôn. Nó có nhiều cái hay lắm. Thì thôi mình chịu khó đi. Mình xài 40 phút xong rồi tí nữa nó ra là mình quay vô lại mình xài 40 phút tiếp nhé. Ok thầy. Ừ. Rồi tiếp tục. Như vậy cái hàm xuất nè, các bạn thấy là cái mà để mình biết được cái mình đang xài là của cái class nào, của class nào thì mình mới gán được. Như vậy cái này chúng ta gọi là ép kiểu đây. Đây thầy debug chỗ này cho các bạn thấy nè. Cái này nó chỉ thông báo thôi chứ nó không hẳn là lỗi nhé. Cho nên là mình chạy mình đừng có thấy vậy mình nghĩ là nó lỗi ấy đâu. Rồi, thầy không có tạo mới nữa mà thầy chọn 12 lot 11 chứ, 11 lot dữ liệu. Sau đó thì chọn số 2 luôn. Ok, nó nhảy đến đây. F8. Rồi, sinh viên của mình nè.
sinh viên nó đọc cái đầu tiên là business, rồi điểm, họ tên. Rồi nó đọc ra nó chưa hiểu đúng không? Bây giờ mình mới get class nè, get class để xem là nó báo gì. Get class là gì? Là nó sẽ đọc xem thử là cái thằng SV này nó được tạo bởi cái class nào. Nếu như thực sự bằng sinh viên IT thì mình nhảy vô đây, còn không thì mình nhảy xuống dưới. Đó, được chưa? Nó nhảy xuống đây. Có gì đó sai sai. Ngành IT. Đúng không? Có gì đó sai sai. Rồi, mình quay lên lại. Get sinh viên. Ngành. Ok. Rồi, ngành. Rồi, đấy như vậy thì cái phần mà get class là cái mà để chúng ta nhận diện được nó là thuộc cái sinh viên được tạo như thế nào. Sinh viên business, sinh viên IT. Đó là nhập xuất. Rồi bây giờ trong cái bài chúng ta có yêu cầu thêm là phải có mã sinh viên. Như vậy thì thầy sẽ thêm cái đề nó có yêu cầu là gì? Thêm mã nhân viên á. Đúng không? Thông tin có mã nè. Thì thầy sẽ thêm cái mã sinh viên vào để tí nữa chúng ta tìm kiếm theo theo mã, chúng ta tìm kiếm theo mã. Như vậy thì thầy sẽ khai báo thêm một cái mã trong sinh viên của Ly. String mã sinh viên. Rồi hàm khởi tạo chúng ta cũng thêm cái mã vô. Mã sinh viên. Rồi đó là hàm khởi tạo của vô ly. Rồi như vậy thì quay trở lại ở phía bên này, chúng ta còn thiếu cái mã nữa, họ tên ngành mã bổ sung vào mã sinh viên. Rồi mình đưa cái mã sinh viên đó vô đây. Rồi một bên ở đây mình cũng sửa tiếp họ tên ngành mã sinh viên. Mã sinh viên hết. Qua đây lỗi mình bổ sung tiếp. Bởi vì cái phần nhập của mình thiếu mới họ tên nè. Bây giờ mình mới nhập mã nè. Họ tên ngành, ok, ngành xong. Bây giờ xuống đây mình sẽ nhập mã. Mã đi. Mã sinh viên. Mã sinh viên. Họ tên ngành mã. Rồi, như vậy là mình đã nhập xong liên quan đến mã sinh viên. Rồi lúc xuất. Xuất thì chúng ta sửa lại chỗ này tí xíu thôi.
substring string cộng thêm cái mã sinh viên nữa. Mã sinh viên mình dùng cái từ string nhé. Rồi mình làm đến chức năng nào nữa? Tìm kiếm ha. Tìm kiếm theo mã. Tìm kiếm theo mã. Ok. Vậy chúng ta sẽ làm chức năng tìm kiếm theo mã, theo lương. Bây giờ nếu mà tìm kiếm theo lương đó thì thay vì theo lương thì mình có tìm kiếm theo gì? Theo điểm thì cũng vậy thôi. Đó, tìm kiếm theo điểm. Thì cũng giống như tìm kiếm theo lương thôi. Họ tên, thu nhập. Thu nhập thì thay vì là họ tên, thu nhập thì mình họ tên rồi điểm. Đó, thì cũng giống nhau ha. Khi mà các bạn làm được bài này thì qua cái bài assignment các bạn xem mình thay đổi cái gì để mình hoàn thiện được cái bài của mình. Như vậy thì trong cái của thầy, thầy đã có tìm kiếm chưa? Có sức, có sắp xếp theo điểm, sắp xếp theo tên nè. Mình đã làm được cái sắp xếp nè. Như vậy thì sắp xếp theo điểm mình sẽ làm gì? Các bạn xem lại cái phần sắp xếp theo điểm nhé. Đây, sắp xếp theo điểm. Thì thầy sẽ làm một cái, bởi vì cái điểm của mình á là điểm chung, chứ mình không có sắp theo Java, hay mình không có sắp theo HTML, hay là sắp theo marketing, mà mình sắp theo cái điểm, tức là điểm trung bình. Điểm trung bình thì sinh viên Poly nó nắm, cho nên mình sắp theo sinh viên Poly là ok. Rất là dễ, đơn giản ha. Như vậy thì ở chỗ này các bạn hỏi là sắp tăng hay giảm thì thầy làm cho nó gọn nè. Chú ý nha. Hôm trước mình làm là nếu mình sắp tăng thì chỗ này là O1, nên chỗ này là O2. Nếu sắp giảm thì thầy hướng dẫn cho các bạn đổi lại thành O2, O1, tức là mình có hai cái compare. Bây giờ thầy làm một cái duy nhất thôi, một cái tăng thôi. Như vậy xuống đây, nếu như sắp xếp điểm thì nó làm so sánh, sắp xếp điểm, lấy điểm ra để nó so sánh. Và O1, O2 thì đang sắp xếp tăng, đang sắp xếp tăng. Và xuống đây mặc nhiên là nó tăng. Nếu như mình gõ vô đây, bạn sắp xếp tăng hay giảm? Nếu giả sử chỗ này bạn gõ chữ T thì chuyện gì xảy ra? Nếu bạn gõ chữ T thì không làm gì hết, nó bỏ qua. Như vậy mình đã sắp xếp tăng chưa? Rồi đấy. Đấy, xuống đến đây là nó đã tăng rồi nè. Còn chuyện mình hỏi tăng hay giảm là mục đích mình lấy chữ G là giảm. Nếu giảm thì đảo ngược lại. Đảo ngược lại. Được không? Đó, nếu giảm thì đảo ngược lại. Được chưa? Rồi, sắp xếp theo tên thì ở trên này mình lấy điểm, thì dưới này mình lấy tên. Vậy thôi, không có gì khác hết. Bạn muốn sắp xếp theo cái gì thì mình lấy cái đấy ra mình so sánh. Còn cái việc là mình viết cái hàm là gần như hoàn toàn giống nhau, không có gì khác hết. Hai cái đoạn này là một ha. Hai đoạn code này không có gì khác. Từng dòng, từng ký tự một. Nó chỉ khác ở chỗ là bạn lấy điểm bạn so sánh, hay bạn lấy tên bạn so sánh. Tên này lấy điểm, đây lấy tên. Đó. Bạn muốn sắp theo cái gì thì bạn sắp theo cái đó. Rồi, tiếp tục. Chúng ta đã làm được gì nữa? Bây giờ tìm kiếm. Bây giờ thầy sẽ viết hàm tìm kiếm. Tìm. Thầy sẽ cho chức năng số 6. Bổ sung mã sinh viên là mình bổ sung rồi đúng không?
Chức năng số 6 của thầy là tìm kiếm. Tìm kiếm hiển thị nhân viên. Bây giờ mình là sinh viên. Theo mã, mã sinh viên. Tìm kiếm thì làm gì? Dễ không? Tìm kiếm chức năng số 6. Rồi, số 6. Tìm. Mã sinh viên. Bây giờ mình sẽ xuống mình viết cái hàm này. Nhập xuất sắp xếp mới viết xong. Bây giờ xuống đến đây tìm. Tìm mình nên là cho phép tìm thấy hay không? Bạn nên để là tìm kiếm là cho thấy hay không? Rồi, trước tiên mình return đi. Đó, để cho nó khỏi lỗi trước đã. Rồi bây giờ mình tìm cái gì đây? Đơn giản, mình sẽ for sinh viên poly. Mảng của mình là sinh viên poly. SV 2 chấm sinh viên poly thầy viết thường. Cái này là array list. Làm gì? Mình tìm theo mã sinh viên thì cái này rất là dễ. Mình sẽ system out mã sinh viên cần tìm. Rồi nhớ bỏ hai cái này đi, bỏ hai chữ xuống dòng đi. Scan hỏi hoài đúng không? Mình có thể là khai báo cái scan chung hoặc là bạn khai báo scan riêng tùy các bạn nhé. Scan mã SV bằng rồi tìm mã sinh viên xong. Nếu sinh viên chấm mã sinh viên bằng chấm equal mã sinh viên thì làm gì? Nếu tìm thấy thì làm gì? Trong này mình sẽ cho một cái biến kiểm tra. Kiểm tra bằng phone. Tức là chưa tìm thấy. Ok. Nếu tìm thấy thì kiểm tra sẽ được gắn bằng to. Nếu tìm thấy thì sẽ được gắn bằng to. Và mình làm gì nữa? Và xuất cái thông tin này ra. Nếu tìm thấy thì xuất thông tin này ra. SV chấm xuất. Đó là cách đơn giản nhất. Được chưa nào?
và cuối cùng mình sẽ retain kiểm tra. Đó, mình retain kiểm tra. Nếu như kiểm tra bằng to thì nó đã thông báo là ok. Còn nếu trường hợp mà kiểm tra cuối cùng nó vẫn bằng phone thì lúc này chúng ta lại thông báo chỗ này. Đây, nếu tìm mã sinh viên bằng true thì không có vấn đề gì, nhưng nếu không bằng true thì mình làm gì? Thông báo là không tìm thấy. Không tìm thấy. Ok. Đấy là cái đoạn tìm kiếm của mình, nó là như thế. Được chưa? Đoạn tìm kiếm của mình không tìm thấy. Bây giờ thầy cập nhật thêm cái phần ở dưới tí xíu. Tại vì cái phần lưu của thầy lúc nãy mình còn thiếu cái mã sinh viên á, cho nên thầy cập nhật phía dưới này tí xíu để mình chạy lại. Sale. Sinh viên IT. To screen. Rồi ok, không có vấn đề gì. Đây phần đọc. Tên. Mã đúng không? Tên, mã, tên, ngành, mã sinh viên đúng không? Lúc mình lưu mã sinh viên rồi, ok. Chỗ này nó sẽ là lay 2, chỗ này sẽ là 3, 4, 5. Lấy 2, 7, 3, 7, 4. Rồi. Ngành IT, business IT. Ủa lại lúc nãy nó đọc sao mà nó sai ta? Rồi mã sinh viên, thầy ví dụ là PS0001. Mã sinh viên của anh này PS00 công IT đi. IT01 BIZ02 IT002. Rồi ok. Rồi mình thử mở file coi nó có đúng không, mà sao nó thầy xin lỗi, thầy có điện thoại. Alo. Có, à, Bình có cập nhật cái đường link đó. Đường link là Bình xài bên Meet đó, bên Zoom á. Bình có báo thầy Phong rồi, tại vì mình đang test cái này để mà
có gì trao đổi thêm với thầy Phong về cái sử dụng cái phần mềm Zoom thử coi sao á mà. Có mới cập nhật rồi đó, từ đầu buổi là cái đúng rồi, đúng rồi, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Ừ, có gì, dạ có gì cô xem lại giúp nha, tại vì mình đang dạy bên này. Dạ được, được. Phòng đào tạo đi kiểm tra, nói thầy không có online, cho nên là mọi người đang hỏi. Rồi chúng ta xem thử cái output của chúng ta. Control 4, chúng ta chọn công việc load dữ liệu 11, xem load đúng hay không. Sao số 2 sao mình load dữ liệu nó không dừng ta? Open cái sổ output của mình nó đi đâu rồi? Service. Output. Kiều. Ok, chào cô Kiều. Hello. Rồi mình sẽ chạy ở đây, mình xem thử là data đọc ra. Rồi string ok, hoa IT nè, đúng không? IT01 nè. Rồi như vậy đúng rồi. Ủa like IT. Sorry. Rồi thì sai chỗ này, mình không có so sánh kiểu này mà mình sẽ là so sánh với IT. Quên. Ok rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ chạy lại chỗ này. Ổn rồi. Lên file luôn. 12 11 chứ. 11 slot. Số 2. Nguyễn Thị Hoa. IT Nguyễn Thị Hoa 11. Rồi các bạn xem cái phần lót này nó đang có vấn đề, mình sửa lại tí xíu. Mười một
8. Rồi, sinh viên IT. Đúng rồi. Sinh viên. Nó lỗi khởi tạo ở đây. Sinh viên Poly. Rồi như vậy các bạn xem lại cái phần mà khởi tạo. Sinh viên business ngành, họ tên ngành, mã sinh viên, điểm marketing, điểm sale. Có bạn nào phát hiện ra sai gì không? Khởi tạo nè, khi đến đây rồi là mình đã lấy được họ tên ngành rồi đúng không? Sao nó không gán được? Chạy lại xem bạn nào có phát hiện gì không nhé. Bùi Thị Thu. Rồi, biết gì không? Biết gì không các bạn? Do cái dữ liệu của thầy lúc nãy thiếu một dấu phẩy. Đây, 001 phẩy. Ok. Cái này cũng hay lắm các bạn. Mình có thể điều khiển được, thầy có thể cho các bạn điều khiển máy của thầy được luôn á, thầy yêu cầu các bạn làm á là rồi. Rồi, như vậy mình thực hiện chức năng nè. 10, 1, 2, không có vấn đề gì. Bây giờ mình sẽ tìm kiếm và hiển thị sinh viên theo mã sinh viên. Bây giờ giả sử mình tìm kiếm cái mã sinh viên là... Mã sinh viên đâu rồi? Vậy nó lúc mình nó xuất ra nó không xuất mã, mình thiếu cái phần xuất mã rồi. Đây, lúc nãy mình có cái mã sinh viên là gì các bạn? IT0001. Rồi mình tìm theo cái thằng IT002 đi. Mình tìm IT002. Như vậy chỗ này công việc của mình là sẽ là số 6. Tìm kiếm IT002. Đây, IT002 đây. Đúng không? Lê Trọng Tấn. Đây, IT002. Bây giờ mình cũng tìm lại số 6, nhưng mà mình gõ một cái mã khác thì nó sẽ báo là không tìm thấy. Được chưa? Như vậy là mình đã xong chức năng tìm kiếm rồi. Xong chức năng tìm kiếm rồi. Sắp xếp theo họ tên, theo thu nhập, xong chưa? Xong luôn. Xuất 5 nhân viên có thu nhập cao nhất thì bây giờ thầy sẽ là không phải là thu nhập cao nhất, mà chỗ này thầy sẽ làm gì? Nắm
sinh viên có điểm cao nhất, được không? Tương đương mà, đó, tương đương, đúng không? Như vậy thì trong cái quá trình các bạn viết, các bạn phải suy nghĩ được là tìm cao nhất là gì, tìm thấp nhất là gì. Đó là cách mà chúng ta đơn giản nhất để chúng ta nghĩ ra cái việc mà chúng ta tận dụng lại các cái hàm mà chúng ta đã xử lý. Được chưa nào? Rồi, quay trở lại chỗ này. Bây giờ chúng ta làm thế nào để chúng ta biết được là năm sinh viên cao nhất? Thì thầy sửa chỗ này tí xíu đã. Cái hàm xuất của sinh viên, xuất xuất super xuất xuất ngành, mã sinh viên, mã sinh viên rồi. Ok, như vậy là xong cái chỗ là hồi nãy rồi đó, nó không xuất hiện. Bây giờ mình sẽ tìm năm sinh viên có điểm cao nhất. Tìm năm sinh viên có điểm cao nhất là chức năng số 10. Rồi, mình sẽ xây dựng chức năng số 10. Xuất ra top 5 điểm, top 5 về điểm. Giờ mình làm gì? Mình sẽ gọi cái hàm top 5 đi. Đó, mình sẽ gọi cái hàm top 5. Rồi bây giờ mình sẽ đi viết cái hàm top 5. Top 5 này sẽ viết như thế nào đây? Tìm xong rồi đúng không? Top 5. Như thầy nói lúc nãy là mình muốn top 5 thì mình sẽ sắp xếp giảm dần. Sau đó mình sẽ lấy 5 đứa đầu tiên. À, nhưng mà cái sắp xếp lúc này của mình lúc nãy nó đang bị vướng một cái nè, đang bị vướng nè. Đang bị vướng là hỏi trong này tăng hay giảm? Tăng hay giảm? Như vậy thì để giải quyết chỗ này, mình có thể sắp xếp, mình có thể sử dụng cái hàm này nè vào nhiều mục đích khác nhau. Thì các bạn nhìn thầy sửa nhé. Cái này là lúc nãy nó chạy rồi nhé. Bây giờ nhìn thầy sửa nè. Cái chỗ sắp xếp này, mình sẽ đưa vô đây một cái chuỗi là tăng. Đó, ví dụ vậy, mình đưa vô cái chuỗi là tăng. Để làm gì? Để chỗ này, nếu như mình so sánh, không có hỏi nữa, nếu mình so sánh cái thằng tăng này nè, so sánh mà bạn so sánh, mình đưa vô đây chữ T đi, tăng hay giảm đi. Nếu như nó bằng tăng, không bằng tăng, ok, thì nó sắp xếp giảm dần, còn không thôi. Hiểu được chỗ này không? Bây giờ thầy lên trên này để các bạn sẽ hiểu hay không ạ. Bây giờ cái hàm sắp xếp theo điểm của mình, thầy sẽ sửa lại.
bạn muốn sắp xếp tăng hay giảm, là T hay G, thì chỗ này nếu như bạn muốn thì bạn sẽ kiểm tra đến khi nào gõ đúng thì thôi. Còn bây giờ thầy mặc định là đúng nhé. Thầy mặc định là người ta gõ chữ tăng, chữ T hay chữ G nhé. Được chưa? Còn nếu không thì các bạn phải đi tìm á. Rồi cái hàm scan của mình. Chấm. Net line. Mặc định là gõ đúng nha. Chứ còn ai mà gõ sai thì chịu á. Gõ sai là chương trình nó chạy không? Sai lắm. Còn nếu mà bạn muốn mà bạn sợ mà người ta gõ sai, xong rồi khách hàng người ta nói ủa anh viết chương trình gì không đúng, nhưng thực ra không phải, là do lúc người ta nhập liệu đó nó không đúng cái form của mình. Như vậy là quay lại bài mấy? Biểu thức chính quy, nhớ không? Cái phần này chưa có cái gì biểu thức chính quy hết trơn nha. Mai mốt mà qua cái buổi mà ôn tập, chúng ta sẽ tăng cường lên, chúng ta sẽ nói cái biểu thức chính quy vô đây. Ví dụ nhập điểm là phải nằm từ 0 đến 10. Nếu mà nhập điểm mà khác cái điểm đó là sai. Nếu mà nhập điểm mà nhập vô ký tự là sai. Đó là biểu thức chính quy, mình phải quy định chỗ đó nha. Rồi, bây giờ quay trở lại. Mình tận dụng cái hàm sắp xếp nè. Cho chức năng số 10. Đó, hay không? Chức năng số 10. Top 5. Như vậy, quay qua cái chỗ top 5. Top 5 đâu rồi? Đây, mình làm gì? Mình sẽ sắp xếp điểm theo gì? Theo tăng. Đơn giản không? Rồi làm gì nữa? Làm gì nữa? Đó, cái chỗ xuất nè. Bây giờ làm sao để mình xuất ra mà xuất ra được 5 người đầu tiên nè. Xuất sinh viên giỏi, xuất. Đây, xuất. Làm sao để xuất được 5 người đầu tiên đây? Chỗ này có rất là nhiều cách để mà chúng ta làm. Bây giờ mình sẽ làm một cái hàm xuất khác nha. Các bạn chú ý làm cho thầy thử một cái hàm xuất nữa nha. Xuất có tham số y chang luôn. In top. Tức là mình mong muốn là sẽ xuất bao nhiêu người thôi. Xuất mấy người? Xuất thông tin sinh viên. Thì chỗ này mình không có for s nữa, mà mình sẽ for mình phải kiểm tra ràng buộc nha. Nếu như top mà lớn hơn sinh viên IT chấm sai thì làm gì? Top bằng sinh viên IT chấm sai. Cái này để làm gì các bạn? Để làm gì? Giả sử như mình yêu cầu là xuất top 5 mà cái mảng của mình có 3 người à, mà lúc mà xuống này chúng ta for int in bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn top chấm phẩy y cộng cộng xuống chúng ta xuất ra. Lúc này sinh viên của chúng ta sẽ khai báo một cái biến sinh viên poly bằng chấm y
Ok. Rồi. Get. Get thư y. Được chưa? Mình lấy sinh viên thư y và mình xuất ra. Như vậy lúc này mình sẽ xuất top 5. Xuất top 5. Sắp xếp xong. Rồi mình sẽ xuất 5. 5 người đầu tiên. Ok. Bây giờ mình chạy thử cái chương trình của mình có 3 thôi để coi nó xuất làm sao. Có 3 thôi để coi nó xuất làm sao. Có 3 người. Bây giờ điểm nè. 6 7 8. Bây giờ mình sẽ xuất theo top 5 làm số 10. Rồi nó xuất giống như vậy. Mình thay đổi chỗ này bằng cách là mình thêm người vào. Thêm người vào. Lê Trọng Tấn, Trần Thị Hòa, phẩy ngành IT, phẩy IT 003. Điểm 9.0.2.0.4.0. Ngô Thúy Hằng, phẩy IT, phẩy IT 004, phẩy điểm 4.0 phẩy 7.0 phẩy 9.0. Trần Mộng Mơ, phẩy BIZ, phẩy BIZ 002, phẩy 8.0 phẩy 9.0. Mấy người rồi? 6 người. Lê Trung Trực, phẩy BIZ, phẩy BIZ 003, phẩy 3.0 phẩy 5.0. Ok, như vậy mình có tổng cộng là 7 người. Tầm tâm, chuyện gì mà nó xuất được có 4 vậy? Trần Thị Hoa, Trần Thị Hoa, IT 03. Công việc thứ 10. Ok, mình bị nhầm tí xíu chỗ này, biết sao không? Nó sắp từ điểm thấp nhất trở lên nè. Sắp từ điểm thấp nhất trở lên là tăng. Cho nên là nó sắp tăng thôi, còn mình là mình giảm. Mình sắp giảm mới đúng. Đúng không? Cho nên ở chỗ sắp xếp này mình phải sửa lại là sắp giảm nữa mới đúng.
13 thoát. Thế như vậy quá trình mà các bạn làm thì các bạn sẽ sửa từ từ. Chỗ này stop 5. Stop 5. Chỗ này sẽ sắp xếp giảm nè. Rồi bây giờ vấn đề cái hàm, cái phần open sao nó không có mở hết của mình. Tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 người mà. Quá sai lầm. Đúng chưa? Mình gõ nhầm. Gõ nhầm từ cái dấu chấm thành dấu phẩy thành dấu chấm là nó quá sai lầm. 11 2. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi mình xuất top 5 coi. Top 5 là 10. Ok. Đây người có điểm cao nhất, thấp dần, thấp dần, thấp dần, thấp dần. Xong. Được không? Rồi thầy cứ demo ha, thầy quay lại rồi các bạn sẽ xem lại sau. Bây giờ nếu mà không hiểu cơ bản là không hiểu cái gì thì mình hỏi ngay về các cái lệnh nè. Cái phần open với phần sale này bỏ qua đi, đừng hỏi. Về lấy code xem rồi hỏi sau. Còn cái mà bài assignment của mình thì nó sẽ quan tâm đến nè, top 5 nè. Đó, top 5 đơn giản không? Sắp xếp điểm giảm hay tăng. Hôm trước thì mình đưa vô là gì? Mình hỏi bên trong cái hàm sắp xếp. Còn bây giờ mình không có hỏi bên trong mà mình đưa tham số vào. Mỗi ngày học chút ha, chứ không phải mình làm theo lối mòn học hoài. Rồi, đưa tham số vào cho cái hàm sắp xếp điểm. Thì cái hàm sắp xếp điểm vô đây, nó kiểm tra tăng hay giảm. Thì chỗ này, nếu như nó kiểm tra không bằng tăng, không bằng tăng tức là giảm, đúng không? Mình đưa vô là tăng hay giảm, thì mình đưa vô chữ T đó. Thì nếu như mà nó không bằng tăng thì tức là giảm, giảm thì đảo ngược lại. Được chưa? Đó, đó là cái hàm sắp xếp chúng ta đưa vào đây. Mục đích để làm gì? Mục đích là để chúng ta sử dụng cái hàm này ở nhiều vị trí khác nhau. Bởi vì khi mà chúng ta viết một cái function, viết một cái method thì chúng ta phải được dùng đi dùng lại ở nhiều nơi. Chứ nếu như mà các bạn viết một cái function, một cái method mà các bạn chỉ dùng một lần thì đó không phải là mục đích chính để mà xây dựng method. Không phải mục đích chính để xây dựng function. Cho nên mình làm sao đó mình tùy biến. Cái này gọi là tùy biến. Lúc đầu mình không có đưa cái tham số vô đây, được không? Lúc đầu mình không đưa tham số vào mà mình vẫn có thể là sắp xếp điểm. Vậy thì mình hỏi ở bên trong. Còn bây giờ mình đưa tham số vào để mình sắp xếp ở phần chỗ top 5. Rồi, bây giờ cái chỗ xuất này nè.
Thầy làm đến hai hàm suất để cho các bạn thấy có sự khác biệt. Chứ thực sự không cần đến hai hàm suất đâu nhé. Mình chỉ cần một hàm duy nhất là có đối số này là được. Vậy thì ở cái chỗ mà suất này mình làm sao? Ở cái chỗ suất này mình làm sao? Hả? Nếu chỗ này là suất không đối số là suất hết. Vậy thì suất có đối số mình chỉ cần đưa vô sinh viên vô lý chấm sai là xong rồi đó. Nếu mình muốn suất hết mảng thì mình suất như vậy. Đó, sinh viên vô lý chấm sai. Sinh viên vô lý chấm sai. Bất kỳ chỗ nào suất thì chúng ta cũng đưa con số vô. Như vậy thì chúng ta có thể cho cái hàm suất mà không có đối số này tạm thời không tồn tại, coi thì có xuất hiện lỗi gì hay không. Hết rồi, chúng ta không xài đến nó. Còn cái suất này là suất của sinh viên vô lý, không liên quan. Đấy, rồi như vậy là xong. Chúng ta đã từ từ cải tiến cái đoạn code của mình. Cái hàm suất này là cũ nè, hàm suất này là mới nè. À, chúng ta từ từ cải tiến. Công việc số 2. Đấy, được không? Mình xuất 7 người bình thường. Rồi, làm gì nữa? Nhân viên tiếp thị ok xong rồi. Rồi, mình tính đến học bổng. Học bổng thì nó thay thế cho cái này. Nếu như dưới 9 triệu thì không đóng thuế, thì thầy sẽ làm. Nếu điểm mà dưới 7 thì không có học bổng. Được không? Thì chỗ này mình sẽ tìm những người nào mà có học bổng hay không có học bổng, mình sẽ xuất ra. Như vậy thì mình sẽ làm thêm một cái là get học bổng. À, get học bổng. Được không? Như vậy thì cái get học bổng mình sẽ đặt ở đâu? Giống như thuế vậy đó. Thì get học bổng, tại vì ở bên này chúng ta đã có điểm rồi, mặc dầu điểm không biết nhiều hết. Sinh viên Poly mình đâu có biết điểm nhiều. Mình chỉ khai báo hàm điểm là hàm trừu tượng, nhớ không? Nhưng mình biết rằng người ta quy định là nếu điểm dưới 7 thì không có học bổng. Điểm từ 7 trở lên đến 8 thì học bổng 10%. Được chưa? Như vậy thì mình dựa vào cái này và chúng ta nói lại cái trừu tượng hôm trước. Thì cái trừu tượng là chúng ta định nghĩa để thực hiện một cái method khác. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ thực hiện một cái method là public. Chúng ta sẽ lấy học bổng double. Double học bổng. Sẽ return về gì? Hết lỗi. Ok. Để nó lỗi nó khó chịu lắm. Cho nên mình cứ để cho nó hết lỗi đi rồi tí nữa mình sửa sau. Nếu như điểm mà dưới 7 thì bằng 0. Đúng không nào? Như vậy thì mình sẽ so sánh nếu y chang như trên kia. Không có gì khác hết. Copy cho nó nhanh. Đó. Nếu điểm mà nhỏ hơn 7 thì return cái gì? Return 0.0. Đó. Nếu như điểm mà nhỏ hơn 8 là dưới 8. Có cần 7 ở đây không? Dưới 8 thì return
10% của 12 triệu. Như vậy cái lương này mình có thể khai báo cái học phí trên này. Học phí các bạn nhập cũng được, không nhập cũng được ha. Thầy đang để là 12 triệu nè, 123 phẩy chấm 0, và mình không cần nhập nha, thầy để đi, thầy xài dưới này cho nó dễ thôi. Nếu điểm nhỏ hơn 8 thì học phí là mấy phần trăm? 10%. Tranh thủ để hết giờ rồi. 10% nhân với this chấm học phí, hay không? Rồi, nếu điểm mà nhỏ hơn 9 thì 15% học phí. 15% học phí. Còn không 10% để 0.1 đi cho nó nhanh. 0.1 1.5. Nếu như nhỏ hơn 9 thì 1.5%, còn lại 2 ui cha, chết, kiểu này là nhà trường lỗ chết luôn. 0.15, 10% thôi mà. 0.01. Ủa? 0.1 sai nữa, 0.15 đúng rồi, 0.2. Ok. Rồi, được chưa? Học bổng. Như vậy bây giờ mình sẽ xuất cái học bổng ra. Đó, thì người ta nói là tính học bổng thì tùy, bây giờ mình xuất học bổng ra, mình xuất tên, mình xuất học bổng. Bây giờ xuất học bổng kiểu sao? Ủa? Rồi, bây giờ mình xuất học bổng nhé. Xuất học bổng, xuất ở đâu đây? Xuất đây đi. Học lực, học bổng. Phần trăm T học bổng cộng viết học bổng. Được chưa? Như vậy học bổng của mình sẽ là số mấy? Cập nhật thông tin. Ok. Bây giờ mình sẽ xuất học bổng. Các bạn xuất thì sẽ xuất thêm điểm danh trước đi, rồi tí nữa chúng ta sẽ làm tiếp. Mình còn cái số 7, số 8, số 9 ha. Tìm theo một khoản. Tìm theo một khoản nè. Ví dụ như tìm điểm hồi nãy, mình tìm tên thì mình so sánh chính xác nè.
Còn tìm điểm từ một cái khoảng thì sao? Ví dụ như tìm điểm từ 5 đến 8 đi. Thì mình so sánh gì? Hả? Nếu mà tìm điểm đi, chức năng số 9 đi. Này mình viết rất nhanh. Khỏi cần hàm luôn, viết nhanh luôn. Số 9 đúng không? Mình viết ngay đây luôn nha. Khoảng điểm cần tìm. Nhỏ nhất bằng scan chấm net double lớn nhất scan net double for sinh viên Poly SV 2 chấm sinh viên Poly. Này là các bạn có muốn viết hàm thì viết ha, nhưng mà nên viết hàm xuống dưới á. Còn thầy viết nhanh để cho các bạn thấy thôi. Nếu sinh viên chấm ghét điểm lớn hơn bằng nhỏ nhất và sinh viên chấm ghét điểm nhỏ hơn hoặc bằng lớn nhất thì làm gì? Sinh viên chấm xuất. Rồi, tìm khoảng điểm. Công việc của mình 11. Công việc số 2, mình coi điểm nó nằm trong khoảng nào. 6, 7, 8, 6, 8, 3. Ok, từ 6 đến 7 đi. Mình sẽ tìm từ 6 đến 7. Chức năng số 9. Điểm cần tìm. Mình quên thông báo rồi. Từ 6 đến 7. Đây. Những người này có điểm 6 đến 7 thôi. Ủa sao nó... mình quên cái thread rồi. Số 9 mình quên thread rồi nên nó nhảy luôn. Ok. Được chưa? Rồi, điểm danh dễ lao tí nha. Tí nữa thầy sẽ up cái code này lên, các bạn sẽ xem. Từ từ làm lại. Điểm danh.
hiếu trung, trung hiếu, vắn khắc dương, vắn minh giang, vắn hậu thanh hậu, vắn trung sơn. Trung sơn đâu? Vắn luôn. Bảo phát. Ủa sao không nghe trả lời trên? Các bạn có nghe thầy nói không? Hello. Có thầy ơi. Ừ, vắng dữ vậy hả? Tiến Dũng. Dạ có thầy. Ừ. Viết Cường. Ê, bạn bạn Sơn còn nhắn tin nhỉ thầy? Bạn Sơn nhắn tin nữa hả? Đâu? Dạ. Để coi. Sơn có chat là bạn ấy có kìa thầy. Ồ vậy hả? À dạ. Rồi, ok, để mở chat lên. Xài cái này nó. Ủa sao chat đâu rồi? Chat nó đi đâu rồi? Nó ở dưới cùng luôn. Dưới cùng à? Bạn là Trần Trung Sơn đó. Rồi, ok, để điểm danh cái đã giờ nó hết giờ mới câu hả? Rồi, Trung Sơn. Bảo phát Tiến Dũng rồi, Viết Cường đúng không? Viết Cường vắng đúng không? Chat bên này là thầy không thấy đường, ủa sao nó không hiển thị cái cửa sổ lên ta? Nó có một cái form nhỏ nhỏ. Gần trên H. Bên em là có cái Zoom group chat. Ừ, lúc nãy thầy có thấy mà không biết giờ nó nằm đâu rồi, chắc là do thầy chọn full màn hình nè. À dạ. Ừ, chắc vậy quá. Rồi Đức Vượng. Có thầy ơi. Rồi ok. Thanh Quý. Vẫn Hữu Tài. Vẫn Nhật Khánh. Vẫn Vĩnh Huân có. Nhật Hoàng. Hay. Nhật Hoàng rồi. Vân Minh có. Thanh Hoài. Thanh Hoài không có phải không? Nhật Hào. Dạ có em thầy. Tấn Lợi. Có em. Tấn Lợi hồi nãy như thấy vô rồi, đi đâu rồi? Vắng Thanh Sơn. Dạ có. Hữu Phúc. Dạ có rồi. Quốc Anh. Vắng Bùi Thạch. Vắng Công Hưng. Vắng Thanh Phúc. Có thầy ơi. Ok. Tướng Anh. Vắng Trường Thọ. Vắng Minh Hiếu. Vắng Hữu Sinh. Như Sinh có vào mà. Đâu rồi Sinh ơi? Thầy ơi, ơi. Sao? À Tấn Lợi có thầy ơi. Tấn Lợi á hả? Tấn Lợi từ lúc nào? Dạ vâng. Đến... từ lúc mới đây này nãy mà quên thằng áo. Tấn Lợi. Trên hả? Trên tí đi. Ừ, đây. Hữu Sinh có không? Còn Thanh Bình. Còn Công Nguyên. Dạ có. Hữu Vinh. Trọng Nguyễn. Long Ngân. Long Ngân đâu đây? Rồi Trọng Nguyễn vắng luôn. Hôm nay vắng khủng khiếp luôn.
Có cái giơ tay nè cũng hay lắm nè, Vĩnh Hưng nè, giơ tay nè, ok. Cái điểm danh mình giơ tay cũng hay nè. Trọng Nguyễn vắng, Hữu Vinh vắng, Thanh Bình, Hữu Sinh, Minh Hiếu, Trần Trung Hiếu, ok. Minh Hiếu, Trường Thọ, Tuấn Anh, Công Huân, Bùi Thạch, Quốc Anh, Thanh Hoài, Nhật Khánh, Hữu Tài, Thanh Quý, Viết Cường, Bảo Phát, Thanh Hậu, Minh Giang, Cách Dương, Trung Hiếu, ok chưa? Trần Trung Hiếu là Hiếu nào đây? Hello. Như vậy là có ai có ý kiến gì về cái điểm danh này không? Cập nhật nhé. Rồi, ngay và luôn coi điểm danh của mình. Mười bốn bạn. Rồi các ai có ý kiến gì không? Không ai lên tiếng hết. Rồi, không có. Tranh thủ tí nữa thì thầy sẽ up cái đoạn này lên, các bạn sẽ xem lại từng cái function nhé. Bây giờ thầy sẽ up code trước nè, các bạn dựa trên cái code rồi tí nữa thầy up cái video sau nhé. Hello. Dạ, tí thầy nhớ úp. Giờ thầy chuyển code trước nha. Dạ. Chuyển code trước các bạn nghiên cứu. Rồi, bye các bạn. Như vậy thì nếu mà không có gì thay đổi thì kế hoạch thứ 6 mình sẽ online ôn tập nha. Thứ 6 thì mình cũng lên đây để mà trao đổi rồi ôn tập. Ok. Dạ. Rồi, hy vọng là thứ 6 nếu mà nó
sợ nó out ra thì thầy sẽ dùng một cái nick khác thầy sẽ gửi lên group. Tại vì cái Zoom này nó cho một nick sẽ được sử dụng full lần đầu tiên, còn lần thứ hai trở đi thì nó cứ bắt 40 phút cắt lần, 40 phút cắt lần. Thì hiện nay là thấy từ lúc nãy đến giờ thì ok, ổn rồi đó. Rồi cố gắng làm bài. Đây các bạn. Dạ. Bài thầy. Bài em. Bài thầy. Rồi, bye.